Cuối giờ chiều qua, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đồng chủ trì cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các sở ngành quận huyện để tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn. Cùng dự có Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam và Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị tuyên truyền mạnh chủ trương giãn cách cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp hiểu rõ, trong đó nhấn mạnh quan điểm của thành phố là hy sinh kinh tế ngắn hạn để phòng chống dịch hiệu quả nhất, kiên quyết bắt buộc người dân phải ở yên tại chỗ. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề xuất huy động thêm các lực lượng tham gia các nhiệm vụ không cần chuyên môn, đồng thời đề nghị các địa phương tiếp tục vận động người dân chia sẻ, hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống trong mùa dịch. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng khẳng định, chỉ khi người dân và doanh nghiệp thực sự đồng lòng, đồng hành cùng thành phố, thì công tác phòng chống COVID-19 mới mang lại hiệu quả cao nhất. Bí thư Thành ủy cũng nhấn mạnh, từ trưa nay ngày 6 tháng 8, thành phố sẽ triển khai mẫu giấy đi đường mới, vì vậy chắc chắn sẽ còn gặp nhiều bất cập, khó khăn, đòi hỏi từ sở ngành đến quận huyện và các địa phương phải phối hợp cùng nhau để tháo gỡ. Đồng thời thành phố cũng nghiên cứu xem xét việc bố trí, mở rộng thêm các khu cách ly tập trung, không để quá tải. Về công tác kiểm soát dịch, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng lưu ý. Tôi đề nghị là quận Sơn Trà tổ chức triển khai để cố gắng thu hẹp các cái vùng cách ly, các cái ổ dịch tạm. Và tương tự như thế thì ở các địa phương, nhất là một số địa phương phát sinh ra các cái ổ dịch mới đấy, như là Cẩm Lệ, Liên Chiểu, là tôi đề nghị các đồng chí phải tập trung khoanh thật kỹ nhá, làm thật chặt ở các cái khu vực này để không để tạo ra các cái điểm nóng mới. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đề nghị các quận huyện tập trung tìm kiếm các khu vực cách ly mới, đồng thời khẩn trương điều chỉnh, bố trí lại việc cách ly các trường hợp F1 mới, tránh lây chéo trong khu cách ly. Thống nhất việc đưa người từ các khu công nghiệp về Quảng Nam, xử lý mạnh tay với các doanh nghiệp không đảm bảo điều kiện phòng chống dịch, đồng thời tạm dừng lưu thông qua cầu Thuận Phước và cầu Sông Hàn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cũng đề nghị mặt trận và các hội đoàn thể tiếp tục quan tâm đến công tác an sinh xã hội, triển khai các mô hình hỗ trợ phù hợp và mưu tính chủ động với người dân.